Một vụ cháy nghiêm trọng tại cây xăng ở Bình Định vừa xảy ra do sự bất cẩn từ phía người dân. Trong lúc nhân viên đang đổ xăng, người khách đã ném đầu thuốc lá hút sở xuống đất, bắt hơi xăng khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hơn 100 các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã rất vất vả và khó khăn để dập tắt đám cháy vào sáng nay. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 6 tại một cây xăng ở đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vào thời điểm trên, một khách hàng chạy xe máy vào cây xăng để đổ xăng. Trong lúc nhân viên cây xăng đang đổ xăng thì vị khách này vẫn hút thuốc rồi ném đầu thuốc xuống đất khiến ngọn lửa bốc lên dữ dội. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã huy động 2 xe chỉ huy, 8 xe chữa cháy, 1 xe bồn và 110 các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Cho đến 8 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi 3 trụ bơm xăng và một chiếc xe máy lực lượng chức năng thành phố quy nhơn đã tiến hành phong tỏa khu vực hiện trường điều tra làm rõ vụ cháy